Giả sử bây giờ nếu có ai đó hỏi mình rằng là họ đang có một công việc tốt và họ muốn thứ mà họ sở hữu phải thật sự ổn. Nếu bây giờ họ muốn mua máy tính thì họ phải chọn cái máy tính nào cho nó có một cái hiệu năng xứng đáng và một cái trải nghiệm cực kỳ ổn mà lại không phải chờ đợi. Thì mình sẽ không ngần ngại bảo với họ rằng là hãy chọn cho mình một trong hai chiếc PC gaming mà mình đang có ngay bên cạnh đây. Lý do tại sao thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay trong video này. Sẽ là không an toàn lắm khi xây dựng thương hiệu của mình chỉ dựa vào giá cả, bởi vì giá cả chỉ là những con số, mà đã là những con số thì rất dễ bị tác động và các đối thủ thì rất dễ dàng để nhìn vào đấy để điều chỉnh chiến lược của họ. Và nhắc về vấn đề giá cả thì chỉ với khoảng 9 triệu đồng thôi thì các bạn đã có thể sở hữu được cho mình một chiếc PC gaming của Hà Nội Computer đủ để chiến với tất cả các tựa game online ở thời điểm hiện tại. Dĩ nhiên thì nó vẫn đi kèm đầy đủ các dịch vụ hậu mã của bọn mình. Nhấn vào link phía bên dưới phần mô tả video để tìm hiểu thêm. Trở lại với chủ đề chính thì ở ngay bên cạnh mình đây là hai chiếc PC gaming thuộc phân khúc cao cấp Enthusiast của Hà Nội Computer. Tuy nhiên, khác với tất cả các bộ PC gaming trước đây thì chúng được trang bị sẵn bộ tản nhiệt cũng như bộ vỏ của hai thương hiệu rất là nổi tiếng trong làng modding thế giới, đó chính là EK và Lian Li. Về EK thì đây là nhà cung cấp các giải pháp tản nhiệt nước cực kỳ uy tín mà những ai đam mê những bộ máy cao cấp và hay theo dõi kênh của bọn mình thì chắc hẳn cũng không lạ lẫm gì. Giải sản phẩm của họ rất phong phú, đa chủng loại cùng chất lượng thì gọi là không cần phải bàn. Lian Li thì có vẻ ít được nhắc đến hơn một chút, tuy nhiên thì ở tại Việt Nam chúng ta thôi. Tuy nhiên thực tế thì tập đoàn công nghiệp thành lập từ năm 1983 này là một cái tên cực kỳ nổi tiếng của Đài Loan. Họ là một trong những thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất, gia công nhôm và các loại hợp kim liên quan. Với số lượng nhà máy, kỹ sư cùng chuyên viên sản xuất rất đáng nể thì các sản phẩm dành cho máy tính để bàn của họ cũng đạt được nhiều cái sự yêu quý và thành công trên thế giới, cũng y hệt như EK vậy. Khi được lắp ráp cùng với tất cả các linh kiện cần thiết để tạo thành một chiếc PC gaming hoàn chỉnh thì cả bộ sản phẩm này có một cái tên khá hay là EK PowerSpec. Và combo này thì lần đầu xuất hiện ở Denver, Colorado, Mỹ vào khoảng năm 2018 cơ, và hồi đấy thì nó vẫn là thuộc dạng hàng demo dành cho các modder. Và sau một thời gian tính toán thì cả hai hãng cuối cùng cũng đã thương mại hóa cả sản phẩm này và bây giờ thì rất là vui mừng chúng đã có mặt tại Việt Nam. Về tổng thể thì bộ sản phẩm này đã giải quyết được rất nhiều vấn đề còn tồn tại trong việc lắp đặt một bộ tản nhiệt nước. Theo cả hai hãng thì đây là giải pháp làm mát chất lỏng cao cấp và độc đáo mà mang tính thân thiện nhất với người dùng trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Và ở Hà Nội Computer thì mọi chuyện còn đơn giản hơn nữa khi tất cả mọi thứ đã được lắp ráp sẵn sàng và các bạn chỉ cần mang về một hộp, cài hệ điều hành và bắt đầu sử dụng mà thôi. Đi vào chi tiết thì chắc hẳn các bạn sẽ thấy đặc điểm nổi bật nhất của cả hai dàn máy này đó chính là tấm nước được đặt ở ngay phía mặt trước. Và cách bố trí này nó không chỉ đẹp mà nó còn rất là hữu dụng khi tất cả các đường ống dẫn nước thì đều có thể nối với tanh theo một đường thẳng, từ block cho Vega đến CPU hay là từ radiator cũng vậy. Chi tiết này thì được bảo vệ bởi một lớp kính chứ không hoàn toàn lộ thiên ra ngoài như một số bạn vẫn nghĩ. Nguyên nhân là do độ trong suốt của cả mặt trước lẫn mặt bên là rất cao nên cho cảm giác như thể chúng không hề hiện diện ở đấy vậy. Ở phía bên trên thì chúng ta sẽ có một radiator kích cỡ 360mm được lắp sẵn 3 quạt EK VADA RGB. Một bộ tản như thế này thì hoàn toàn có thể gánh được những CPU cao cấp hiện nay nên lát nữa mình cũng rất muốn xem là chúng sẽ thể hiện như thế nào trong bài test nhiệt độ. Còn về hiệu ứng LED thì sao? Thì nếu mà nói thẳng ra thì đây cũng là một trong những bộ máy mà có hiệu ứng LED mà độc đáo nhất mà mình từng thấy. Và thậm chí là nếu có thể bỏ vài con cá vào đây để ngắm thì mình có thể ngắm cả ngày cũng được. Tất nhiên là trong trường hợp là lũ cá có thể sống được trong môi trường như thế này. Ngoài chi tiết vốn đã nổi trội như tấm nước ở mặt trước như mình đã nói thì các bạn sẽ có một hệ thống đèn LED được trang bị từ block của CPU cho đến block của Vega rất cẩn thận và đẹp mắt. Tuy nhiên, cách điều khiển các chế độ này ở hai máy lại hơi khác nhau một chút. Ở bộ PowerSpec E2 thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh qua phần mềm Aura Sync của Asus, nhưng đối với bộ E1 thì lại phải điều chỉnh bằng tay trực tiếp các bộ điều khiển nằm phía bên trong case. Kết quả vẫn ngang nhau thôi, không khác biệt là mấy, tuy nhiên thì những cái thao tác này sẽ có thể khiến một số bạn mất thời gian để làm quen. Nói chung nhìn bề ngoài thì cả hai đều trông rất giống nhau và trong phần cấu hình thì chúng cũng chia sẻ rất nhiều điểm tương đồng khi cả hai đều cùng được trang bị CPU Core i7, 16GB RAM và 512GB SSD NVMe. Thế nhưng bộ PowerSpec E1 lại hướng đến người dùng muốn có một dàn máy bật lên là chạy thôi khi nó chỉ được trang bị CPU là Core i7 8700 thường với 6x12 luồng, không hề có khả năng ép sung. Bo mạch chủ vì thế cũng chỉ là B360F đến từ Asus, ổ cứng giao tiếp NVMe X2 và cả đồ họa là RTX 2070. Trái lại, bộ E2 sẽ phục vụ những bạn có nhu cầu cao cấp hơn với CPU i7 9700K 8x8 luồng. Bo mạch chủ là Z390F, ổ cứng giao tiếp NVMe X4 và card đồ họa là RTX 2080. Đây là combo rất dễ để điều chỉnh thông số ép sung và với sự hỗ trợ đến từ Asus thì chỉ cần vài thao tác thôi là đã kéo được hiệu năng lên một khoảng rất cao rồi. Đơn cử là chỉ cần áp dụng profile 5GHz được cài sẵn trong BIOS của Z390 là mọi thứ có thể trở nên hoàn toàn khác biệt. Thế nên là trong phần kiểm tra hiệu năng mình sẽ thêm một hạng mục nữa, đó là dàn PowerSpec E2 khi chạy với profile này. Mình sẽ sử dụng bản Windows 10 1903, driver cho card đồ họa là bản 436.30 và một màn hình Full HD cũng giống như mọi hôm thôi. Đầu tiên với bài PCMark 10 thì với sự khác biệt về CPU và card màn hình, chúng ta thấy sự chênh lệch khoảng 500 điểm giữa hai dàn máy, chủ yếu khác biệt đến từ khả năng xử lý đồ họa và dựng video. Còn trong những tác vụ cơ bản hàng ngày như là mở trình duyệt web hay là giảm nén file thì cả hai đều cho những kết quả tương đồng. Đặc biệt là khi so sánh với một bộ máy sử dụng ổ cứng thường như chiếc GL10CS ở những video lần trước thì tốc độ đáp ứng của cả hai đều là rất tốt. Sang đến profile 5GHz thì bộ PowerSpec E2 đã ghi được những điểm số còn vượt trội hơn hẳn so với chính nó, ở mức 7.600 điểm so với 6.900 điểm ở mức dung cơ bản. Còn khi so với bộ E1 thì khỏi phải nói rồi, khoảng cách là khoảng 1.200 điểm. Và một điều cần chú ý ở đây đấy là mặc dù bài test PCMark 10 về cơ bản khá giống AnTuTu ở trên điện thoại, Nhưng khác với thang điểm được tính theo hàng trăm nghìn thì trên PCMark 10 thì là 200-300 điểm thôi cũng đã là một sự chênh lệch khá lớn rồi. Và như các bạn thấy ở đây thì chúng ta có 1200 điểm chênh lệch. Để thấy là sự hữu ích của việc OC nó là như thế nào. Tiếp theo thì hãy cùng đến với bài kiểm tra hiệu năng game. Do cấu hình của cả hai máy ở đây đều rất mạnh nên là hầu hết các tựa game ngày hôm nay mình chọn sẽ là những tựa game offline. Chúng ta có Shadow of the Tomb Raider như mọi khi, Battlefield 5, GTA 5. Dạo này thì khá trùng hợp có rất nhiều game ra đến phiên bản thứ 5. Có Assassin's Creed Odyssey và PUBG. PUBG thì cũng là tựa game online duy nhất nằm trong danh sách này. Mình cũng chia sẻ luôn một điều khá thú vị mà mình vừa phát hiện ra gần đây. Đó là chơi game trên màn hình Full HD với thiết lập Ultra sẽ khiến CPU và GPU phải làm việc nhiều hơn là chơi game trên màn 4K nhưng để cấu hình medium. Thế nên là nếu bạn nào đang có màn hình 4K mà đang quan tâm đến kết quả thì vui lòng hãy tự ước lượng. Vì setting ở tất cả các game đây bọn mình sẽ để là mức cao nhất. Đi vào chi tiết thì đầu tiên là Battlefield 5 và Assassin's Creed thì đây là hai tựa game khá nặng và ăn phần cứng. Đặc biệt là khi mở thiết lập cao nhất. Không lấy gì làm ngạc nhiên khi khoảng cách về hiệu năng giữa hai dàn máy rơi vào khoảng 15% ở tất cả các hạng mục bởi bản chất là chúng được trang bị những CPU và Vega khác nhau. Và khi chỉnh sang profile 5GHz thì chiếc PowerSpec E2 còn đạt được điểm số tốt hơn nữa. Ở Shadow of the Tomb Raider thì dàn E2 đã chứng minh được sức mạnh của mình với 15% hiệu năng chênh lệch ngay từ mức zoom cơ bản. Tuy nhiên khác với Battlefield và Assassin's Creed thì profile F-zoom không giúp nó tiến xa hơn là mấy. Sự tăng tiến ở hiệu năng là có xảy ra nhưng chỉ ở mức vài khung hình trên giây mà thôi. Đến với GTA 5 thì tựa game này đã ra mắt được khoảng 5 năm rồi nhưng nó vẫn chứng minh mình là một trong những cái tên được tối ưu hóa tốt nhất trên thị trường. Với lợi thế số nhân thực cao hơn thì 9700K đã dễ dàng đánh bại 8700 với mức chênh lệch xung ở mức mặc định là 15%, còn khi ép xung lên thì khoảng cách nó còn xa vời hơn nữa. Cuối cùng là PUBG, tựa game online duy nhất nằm trong danh sách được thử nghiệm ngày hôm nay. Nếu để ngồi chơi thì thật sự mình cũng chịu không nhận ra được sự khác biệt giữa các dàn máy này cũng như là các mức profile xung nhân mà chúng được áp dụng. Chỉ đến khi nhìn lại kết quả thì mới thấy sự chênh lệch. Lý do tại sao? Đó là bởi PUBG đòi hỏi sự tập trung rất lớn trong mỗi trận đấu. Bạn gần như không có thời gian thưởng ngoạn cảnh đẹp hay đi dạo gì cả. Tất cả chỉ là tập trung lút đồ, chạy, xử lý tình huống để là người sống sót sau cùng mà thôi. Ok, như vậy là sau bài kiểm tra hiệu năng game này thì chúng ta rút ra được điều gì? Đấy là trong hầu hết tất cả các trường hợp thì một dàn máy có cấu hình cao hơn sẽ cho một cái trải nghiệm tốt hơn. Tuy nhiên thì ở đâu đó vẫn sẽ có những trường hợp ngoại lệ, đơn cử như PUBG chẳng hạn. Cái mức chênh lệch ở đây giữa hai dàn máy là không hề đáng kể. Điều này xảy ra là do khả năng tối ưu game của nhà sản xuất dành cho môi trường Windows. Cho nên là game mà các bạn đang chơi cũng là yếu tố quan trọng để các bạn cân nhắc trước khi chọn mua máy cho mình. Có thể trong giới hạn bài test ngày hôm nay thì điều ấy chưa được thể hiện rõ lắm, nhưng chủ đề này thật ra cũng rất thú vị và trong tương lai thì bọn mình cũng sẽ làm một video dành riêng cho nó. Để hoàn thành được bài test game ở phía trên thì bọn mình đã mất khoảng 5 tiếng dành cho mỗi máy và trong khoảng thời gian đó thì bọn mình cũng đã cho chạy đo nhiệt độ luôn. Và như các bạn biết thì gaming nó là một trong những cái hoạt động hàng ngày, thế nên là việc đo nhiệt độ ở trong hoàn cảnh đấy nó sẽ rõ ràng là có cái tính thực tế nhiều hơn việc là chỉ sử dụng các phần mềm stress test thông thường. Với giải pháp tản nước của EK thì trong điều kiện mức xung bình thường, ngay cả khi phải chạy liên tục thì nhiệt độ CPU của cả hai dàn máy chỉ ở mức dưới 60 độ, còn với GPU là chỉ khoảng 50 độ. Trường hợp của bộ E2 khi ép xung cả CPU lẫn GPU lên rồi cho chạy hết công suất thì nhiệt độ chênh hơn lúc không ép xung chỉ là 5 độ mà thôi. Đây cũng là điều khá bất ngờ vì ban đầu giống như mình đã nói, đây là dòng sản phẩm giá rẻ của EK nhưng hiệu năng của nó đạt được thì không hề thua kém gì so với một combo cao cấp cả. Dành cho bạn nào muốn tự xây dựng cấu hình thì giá của bộ sản phẩm này bao gồm bộ tản nhiệt nước cùng chiếc vỏ Lian Li sẽ là 18 triệu đồng, không hề đắt khi so với mặt bằng chung các sản phẩm của EK. Bình thường khi mua bảng nước riêng thì sẽ có giá là 8 triệu, còn vỏ cây là 4 triệu. Cho nên kể cả chỉ tính phần tản nhiệt nước riêng thôi đã là một món hời rồi, bởi vì là với 18 triệu thì các bạn sẽ không thể nào sở hữu được một combo mới có chất lượng tương đương. Chúng ta đã liệt kê được tất cả những ưu điểm rồi và bây giờ thì sẽ là những điểm mà mình nghĩ sẽ có một số bạn đắn đo trước khi đầu tư vào những sản phẩm như thế này. Để đầu tiên là chúng có mức giá không hề rẻ, lần lượt là 51 triệu đồng và 66 triệu đồng tùy vào cấu hình bạn chọn. Đối với những ai mà đang có suy nghĩ là những chiếc PC gaming của Hà Nội Greater phải có giá rẻ thì đây sẽ là một cảm giác không hề dễ chịu. Thế nhưng ưu đãi mà bọn mình áp dụng cho hai mẫu PC này là khá ổn. Cụ thể thì các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 5 triệu đồng so với phương án mua chính những linh kiện này với giá lẻ. Chưa kể là nó còn đi kèm một bộ quà tặng rất giá trị. Trong trường hợp các bạn không muốn lấy quà thì chúng chỉ còn yêu cầu các bạn 46 hoặc là 62 triệu mà thôi. Cho nên thực tế là đây không phải là một điểm trừ mà có lẽ sẽ là tin vui dành cho những bạn nào đang muốn trải nghiệm những sản phẩm cao cấp đến từ Hà Nội Computer. Thứ hai đó là khả năng nâng cấp về sau này của chúng khá là hạn chế. Do bị phích cứng bởi bộ tản nhiệt nước rồi thế nên là các bạn chỉ có thể nâng cấp được SSD và RAM thôi. Còn đối với CPU và Vega thì hoàn toàn không. Có thể một số người sẽ cho đây là điểm bất tiện, tuy nhiên cấu hình mặc định của hai máy đã rất khỏe rồi. Và với vòng đời của một chiếc máy tính trung bình chỉ từ 3 đến 4 năm thôi thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng không cần suy nghĩ quá nhiều về vấn đề nâng cấp đâu. Bởi thực tế là sau khoảng thời gian đấy nếu có mua mới nữa thì các bạn cũng sẽ hoàn toàn phải mua một chiếc máy mới chứ không thể nâng cấp được các linh kiện cũ được. Tổng kết lại, nếu xét cả về những mặt được và chưa được thì chúng ta vẫn sẽ có một phương án khá ổn. Những lợi ích khi mua được dòng PC gaming đồng bộ thuộc EK Plus Gaming này đó chính là các bạn sẽ sở hữu được cho mình những sản phẩm mà có một cái hiệu năng nhưng vẻ bề ngoài khá là ổn. Và đồng thời chúng cũng là những sản phẩm độc nhất, vô nhị thị trường và các bạn sẽ không phải chờ lâu để có thể sở hữu chúng. Và về mặt cấu hình thì với cấu hình rất là mạnh thì mình nghĩ rằng là chúng có thể giúp các bạn chinh chiến được khoảng từ 3 đến 4 năm nữa, kể cả là game lẫn là làm việc. Mặc dù là chúng vẫn còn một số cái hạn chế nhất định, thì tuy nhiên thì với cái mức giá đề xuất, mình nghĩ là các bạn cũng khá là khó để mua được một dàn máy có cấu hình tương đương cũng như là ngoại hình cực kỳ bắt mắt như thế này. Vậy các bạn nghĩ sao về những sản phẩm này? Nếu các bạn có đủ chi phí thì các bạn có mua chúng hay không? Các bạn hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.